Trở lại với các thông tin thời tiết cập nhật cùng với chị Lan Chi. Theo dự báo thì cả nước trong ngày hôm nay sẽ đều nóng, và trong đó đáng chú ý là ở khu vực Trung Bộ nắng nóng lại đang có xu hướng gia tăng. Vậy thì không biết là mức độ gây ảnh hưởng của chỉ số tia cực tím trong ngày hôm nay được đánh giá như thế nào đây ạ? Vâng, với Trung Bộ thì ngày hôm nay chỉ số tia cực tím được xếp vào mức rất cao ạ. Cụ thể như là ở Vinh hay là Đồng Hới đều lên đến mức 12, tức là mức cao nhất của thang cảnh báo. Nhiều thành phố còn lại thì cũng ở mức là từ 9 đến 11, cũng là mức nguy hại rất cao. Ngày cuối tuần, quý vị nếu như mà tham gia các hoạt động ở ngoài trời thì nên có những biện pháp phòng tránh tia cực tím, nhất là trong khoảng thời gian từ 11 đến 15 giờ, lúc mà tia cực tím gây hại cao nhất. Còn về nhiệt độ thì trưa nay ở khoảng một nửa diện tích của Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ C. Thời gian nóng nhất trong ngày là từ 12 đến 16 giờ. Vâng, và như vậy thì khu vực Trung Bộ cũng sẽ là nơi nóng nhất trên cả nước trong ngày hôm nay. Còn với miền Bắc địa, thủ đô Hà Nội, ngoài trời chúng ta đã thấy hình ảnh trên camera thực tế là trời cũng đã nắng lên khá là rõ rồi. Vậy thì không biết là trong ngày hôm nay nắng nóng có xuất hiện trên diện rộng ở miền Bắc không ạ? Vâng, mặc dù là trời nắng từ sớm nhưng mà do cái vùng áp thấp nóng phía Tây chưa hoạt động mạnh cho nên là ngày hôm nay Bắc Bộ chỉ xảy ra nắng nóng cục bộ thôi. Như là tại thủ đô Hà Nội này, Tuyên Quang, Hòa Bình hay là Mai Châu, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 36 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến trong khoảng 31 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ giờ đến trưa trời nắng, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 đến 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, 32 đến 34 độ C. Quý vị cũng sẽ có cảm giác nóng vào giữa trưa. Về chiều trời chuyển mưa dông, đề phòng sấm sét và gió rất mạnh. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày hôm nay vẫn mưa dông, sẽ đi kèm lốc xoáy và gió rất mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của các tàu thuyền. Vâng, cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin thời tiết cụ thể vừa rồi. Và như vậy thì bên cạnh những diễn biến của nắng nóng thì quý vị cũng cần phải lưu ý về khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt vào chiều tối nay.